Yo hi ạ. Vâng. Đây này xong rồi. Sau này theo chị cái chỗ này này em đắp thành cái chỗ này này. Hình ngôi sao hoặc trái tim. Đấy xong bắt đầu mới trồng thả vào cái bể này. Phải thuê nhiều không? Dạ. Có phải thuê nhiều không? Thuê anh. Ừ. Nhiều lắm. Này hết bao nhiêu tiền? Ba hả? Cảm ơn tôi. Anh ở trung tâm. Đưa thầy vào đây cho anh có biết xanh. Đẹp quá chị ạ. Nó vẫn còn thiếu một cơ số thứ. Thế đấy ta ổn rồi.